Kính chào quý khách. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu về cách sử dụng thẻ chuyển tiền quốc tế City Remix. Trước tiên, đây là thẻ chuyển tiền quốc tế do City Express Money Transfer Japan phát hành. Quý khách không cần phải có tài khoản tại ngân hàng bưu điện để sử dụng thẻ này. Quý khách có thể sử dụng thẻ City Remix tại bất kỳ máy ATM của ngân hàng bưu điện trên toàn Nhật Bản. Bước 1. Quý khách nhấn chọn English Guide ở phía dưới bên tay phải màn hình. Bước 2. Quý khách chọn nút Deposit. Tiếp theo, vui lòng kiểm tra dấu mũi tên trên thẻ của quý khách. Sau đó cho thẻ City Remix hướng mũi tên vào trong máy ATM. Nhấn nút Card Issue in Japan. Nhấn chọn Enter. Xác nhận thông tin trên màn hình. Tiếp tục nhấn chọn Enter. Cho tiền mặt vào máy ATM. Lưu ý, thẻ gửi tối đa 1 triệu yên trên một lần giao dịch. Tuy nhiên, có thể có giới hạn cho mỗi giao dịch tùy vào phương thức thanh toán và quốc gia. Quý khách vui lòng xác nhận với bộ phận chăm sóc khách hàng của City Express Money Transfer. Xác nhận lại số tiền, nhấn Enter để hoàn tất giao dịch. Phí dịch vụ và phí ATM sẽ được trừ tự động vào số tiền quý khách cho vào thẻ. Cuối cùng, quý khách nhận lại thẻ và hóa đơn giao dịch. Quý khách nhớ giữ lại hóa đơn giao dịch cho đến khi người thân nhận được tiền. Số tiền quý khách thực hiện giao dịch sẽ được xử lý tự động chuyển đến tài khoản mang tên người nhận trên thẻ chuyển tiền. Sau khi hoàn tất giao dịch, quý khách sẽ nhận được thông tin chi tiết về tỷ giá và phí dịch vụ qua email đã đăng ký hoặc qua tin nhắn trên điện thoại di động. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng truy cập trang web cityremix.com hoặc gọi trực tiếp đến số điện thoại chăm sóc khách hàng được ghi ở mặt sau thẻ chuyển tiền. Chân thành cảm ơn quý khách hàng.